Thưa quý vị và các bạn, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đã mở ra một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử Việt Nam. Cùng với thắng lợi của cách mạng tháng 8, sự ra đời của nhà nước dân chủ nhân dân ở Việt Nam là sự kiện vĩ đại không chỉ trong lịch sử Việt Nam mà cả trong lịch sử đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc. Phát huy tinh thần của cách mạng tháng 8, nhân dân ta đã đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giành được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Nhân kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về ý nghĩa, vai trò và giá trị của cách mạng tháng 8, Thư viện tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng trân trọng giới thiệu đến quý độc giả cuốn sách Cách mạng tháng 8 năm 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản. Cuốn sách với 53 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, giảng viên các học viện, trường đại học có thể khẳng định rõ rằng đối với lịch sử dân tộc ta, cách mạng tháng 8 năm 1945 là sự mở đầu cho những giai đoạn phát triển thắng lợi tiếp theo của cách mạng Việt Nam. Tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ cách mạng tháng 8 tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo nên những biến đổi to lớn sâu sắc trong đời sống xã hội, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 76 năm trôi qua, những bài học của cách mạng tháng 8 năm 1945 vẫn còn giữ nguyên giá trị. Việc vận dụng, kế thừa và phát triển đúng theo những bài học của cách mạng tháng 8 đã giúp đảng và nhân dân ta tạo nên những thắng lợi vang dội trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại. Hiện nay, việc thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện dưới sự lãnh đạo của đảng, đất nước ta đã tạo được thế và lực mới. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, chính trị, xã hội ổn định. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường, nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được giữ vững. Cuốn sách sẽ góp phần giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về cách mạng tháng 8 năm 1945, hiểu rõ hơn những giá trị lịch sử cùng những đóng góp của mốc lịch sử quan trọng này trong tiến trình phát triển của dân tộc. Để từ đó, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.